Con người Việt Nam.
vang danh khắp mọi nơi xa. Cầm bụi tre đánh tan quân thù tường thành dao, điều nhỏ bé có tên đại thành. Chúng tôi con người Việt Nam, quý vị hãy dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa đi ạ, để cảm ơn và chúc mừng những cô công rất trẻ. Và ngài cảm ơn đơn vị Tổ dân phố Nam Ngạn, phường Quang Châu đã đem đến một tiết mục đầy sáng tạo và tuyệt vời cho đêm diễn chung kết ngày hôm nay. Và tiếp